Mái ấm an lạc tại chùa Pháp Tánh. Đường đi vào khá hẹp. Chùa được thành lập vào năm 1930. Vào năm 2012 bắt đầu có người bỏ bé trước chùa. Sư nuôi luôn từ đó. Hiện tại tổng 12 người chăm, một người nấu ăn. Kinh phí nuôi các bé, bán mứt và các nhà hảo tâm. Vài năm nay nhóm của Khải Toàn vẫn thường xuyên kêu gọi bán mứt giúp chùa, cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm mở lòng giúp chùa nuôi các bé. Hy vọng các vị mở lòng một lần đến đây để nhận thấy những hoàn cảnh đáng thương, để mở lòng giúp đỡ chúng sanh. Hỗ trợ bán mứt cho chùa mình vài năm nay, chỉ mong rằng mình có thêm chút kinh phí nuôi dưỡng các bé. Hiện tại ở đây sư có cái trở ngại gì lớn không à? Chưa đến không? Dạ. À, bé của mình khoảng hiện tại khoảng bao nhiêu bé à? Dạ, 53. 53 bé. À, lớn nhất khoảng nhiêu tuổi sư? Dạ, khoảng 4. 4. Rồi, giờ giấc sinh hoạt của mấy bé bình thường là sao ạ? Vừa có vừa học chữ vừa đọc kinh gì không ạ? Dạ, có. Dạ. 20 bé, 20 mấy bé là tụng kinh. 20 bé tụng kinh, theo một ngày mấy thời khóa ạ? Dạ, mấy bé chùa thì đúng rồi. Dạ. Mấy bé thì một thời. Dạ. Thời khóa. Dạ. Còn mức này sư cô bán kinh phí có đủ trang trải cho các bé không ạ? À? Dạ, đủ. Dạ. Dạ. 14 cô bảo mẫu. 14 cô bảo mẫu. Dạ. Cô là 5 triệu. Dạ. 14 cô, mỗi cô 5 triệu. Mức này ca đêm. Dạ. Mức này bao nhiêu người phụ mình làm ạ? À? Dạ, mức thì 4 thằng cô. Của cô vụ. Dạ. Với lại tham quan. Dạ rồi, coi tôi cô dẫn toàn đi tham quan xíu ạ. Dạ, thành phẩm. Dạ. Mọi lần có chú gì chở mứt đến nhà Toàn, chú dạ. Gì ạ? À, chú Hùng, chú đó hơi yếu, chú đó rất là dễ thương. Dạ, chú đó ăn chay trường làm công quả. Cái này là mày quà mình đi từ thiện cho dạ. Nơi khác nữa. Dạ, quý quá. Dạ, vào mức à, mức gừng nè. Dạ, cái này là mình mức gia vị. Dạ. Cái này mình tặng đi đâu sư cô ạ? À? Dạ, về Vĩnh Long. Dạ. Thường là Ngọc nhắn cho sư cô mà cũng có nhiều người hỏi và muốn ủng hộ bước của mình á, và mỗi có người hỏi là nhãn hiệu điều kia thì Toàn cũng trình bày là có những lý do thể hiện ở đây thì các vị mở lòng trợ duyên thay vì mua quà Tết này mình á, vừa mua được mất người vừa có tạo được cái mình chia sẻ là phước, cái cách mình làm là phước. Dạ rồi, khi nào mấy bé rảnh cho làng coi thăm một tí xíu, đứng ngoài cửa cũng được ạ. À. Chào con. Kìa, cho một bé ở đây hỏi thăm cũng được à, một hai bé. Hai ba bé cũng được. Thôi, chú mời ra. Chú mời ra.
Hôm nay mấy chú tên Khải Toàn, hôm nay mấy chú đến thăm mấy bé, mang một ít quà chú cho mấy bé. Cho chú hỏi thăm vài câu ha. Hằng ngày mấy con có học chữ với lại đọc kinh gì không? Hằng ngày buổi nào học chữ? Bảy giờ lại đọc kinh. Con mấy tuổi rồi? Tụi con tên gì? Bình Minh. Còn con? Minh Thảo. Thôi con nói lớn lên đi, không sao đâu, Bình Minh nói lớn. Ở đây mình ăn ngon, ngủ ngon không? Mọi người có chơi và yêu quý với nhau không? Con có điều gì muốn chia sẻ không? Con với người lớn, con với mấy em nhỏ, con có muốn gì chia sẻ không? Nói vài câu cho chúng nghe. Con giúp cho mấy em ăn cơm. Con có phụ làm mứt không? Con có phụ làm mứt không? Con làm được gì trong khâu nào? Con nói lớn lên giùm chú chứ. Thôi, làm cái gần cái hộp mà kia gần thành phẩm bỏ cho mình. Chú cảm ơn chú đến chú thăm và chú nhìn mấy bé thôi. Chúc các bé nhiều sức khỏe, vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương. Rồi, cảm ơn hai con. Rồi. Hai Di Đà Phật. Cảm ơn con. Chào con. Dạ. Dạ không à, dạ khỏi vô kia cô. Dạ. Dạ.